Em xin chào quý vị nha. Hôm nay em sẽ ra em thăm cái vườn ổi nhà em. Bây giờ cái vườn này là mua để lâu lắm rồi, nhờ người Việt Nam chăm sóc. Thì hôm nay đã có qua lợi rồi ha. Đó, mình mua mình dục đây, mình nhờ người ta chăm sóc thì có quê lợi rồi. Thì giờ mình để với quê lợi người ta hưởng, mình chỉ hưởng mấy cái cây lớn thôi. Không thấy. Đây, trồng cái vườn này á là mình trồng sen giữa ổi với sầu riêng. Thì hôm nay là bẻ Chị ăn đi chị Hà, đưa chị Hà nữa mày. ăn coi Thì hồi mình hái xong mình đem đi đâu chị, cho người ta lại lấy hả? chị hai chưa ra lại chứ đi Vậy ra hả? có lại phải lắm. Chị thấy gọi Yến còn Được được bao nhiêu cây ổi chị hả? 150 cây, bữa Trăm Tết nhiêu là cây? có 20 ạ. Ồ, ở đây là có ổi à, trồng sen với sầu riêng. Sầu riêng là được 3 năm rồi. Hầu như 1 năm á. Một năm à? Ừ, 1 năm á. Mới năm à? Vậy là sầu riêng là mới được có 1 năm thôi. Dữ vậy hả? Em tưởng 5 năm mới có trái, 5 năm thì sẽ bự như cái cây kia. Một năm nó nhiêu đây mới có 1 năm mà lại à? dữ à. Ổi này là được bao nhiêu lâu năm rồi chị? Thì ổ trồng được chứ sầu riêng. Nhưng mà ổi này là nó 1 năm có trái hả? 7 tháng rồi có trái. 7 tháng có trái rồi, nó có quanh năm mà sao? Có quanh năm luôn, để không để có trái hoài. À, hôm nay bà con đây mừng cái là được 10 ngàn một ký ổi. Cũng đỡ là thu, người ta thu lại 10 ngàn đúng không? Từ 150 gốc ổi. Còn sầu riêng được bao nhiêu gốc vậy? 40 gốc. Sầu riêng 5 năm mới có ăn. Còn ổi Ủa, thì chị quanh ổi năm. bông này, bông này, bông này. Ủa, chị bông Nó trái quá bông giờ trời. trái luôn. Nè. Vậy thấy không? Phải mua, phải đầu tư thì mới có chứ đâu rồi ra. Bây giờ tính đi, một ký ổi là 10 ngàn đó, được không? 150 gốc gốc ổi, có tiền rải phân rồi, thấy không? Còn sầu riêng bây giờ là khoảng cỡ hơn 100 ngàn ký thì phải. Sầu riêng bây giờ nó thu vô vừa bao nhiêu ký rồi chị hả? Hả, 100 ngàn một ký sầu riêng, có 40 gốc là ok rồi, kiếm 1 tấn được á ha. Sầu riêng á, sầu riêng á hả? Nhưng mà thường một gốc kiếm được nhiêu 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 ký? Ừ. Như một cây này nè, thôi cũng 30 trái, à, trái 2 ký là 60. 60. Mà nó cái năm chị hai làm nó được bị dịch, có 35 ngàn ký. Thôi ha, hái 2 tấn thì 70 triệu. Chứ làm em đi đó. Đó quý vị, nếu mà chịu khó đầu tư làm gì, thấy không, sẽ rất là có quyền lợi. Cho nên có tiền mà Việt Nam mua đất á quý vị, như cứ trồng cây giống như em này nè, đầu tư không bao nhiêu hết trơn á. Cái miếng đất này á, miếng đất này là được 2 công, là coi như 2.000 m², thì cái tiền đất không á, là tầm hồi đó em mua cách đây cũng 4-5 năm trước á, khoảng cỡ 1,5 tỷ đất, 1,5 tỷ đất đó. Đất rất là đẹp, đất sạch sẽ nha quý vị. Trước là chỉ có mít thôi, nhưng mà tụi em sẽ đốn mít bỏ hết rồi hạ sầu riêng xuống, hay là sầu riêng hạ xuống 40 gốc thì đầu tư chỉ có vài chục triệu thôi. Còn ổi đây á, thì mình cho người bà con mình ở đây á, là tự trồng xen canh họ ăn. Thì nhiệm vụ của họ là họ cứ trồng, họ ăn, họ thu hoạch, họ chăm sóc cho mình cái sầu riêng thôi đó, họ chăm sóc sầu riêng. À, mình đầu tư đường ống cho họ làm, họ tưới, coi như là họ tưới giùm mình sầu riêng, chăm sóc cho mình. Còn ổi thì họ ăn quanh năm, họ ăn, họ thấy coi như là chăm sóc tốt thì họ ăn, rồi hết cây này họ trồng cây khác. Nói chung là mình chỉ sử dụng những cái cây lớn thôi, mía này họ trồng cho mình ăn đó. Tôi đầu tư, tôi làm hàng rào đó, tôi chỉ ăn sầu riêng. 5 năm sau sầu riêng có trái thì mình ăn, nhưng mà mình cũng sẽ thuê người ta để người ta phụ mình bẻ chăm sóc, rồi mình cũng sẽ trả tiền cho họ làm bông làm hoa gì đó. Nó hẳn ra là mình đầu tư. Ở đây thì mình có rau lan đó, người ta trồng rau lan cho mình, rồi mình rảnh mình ra vườn bẻ rau lan mình ăn. Tôi rất là mê rau. Đây quý vị, miếng đất này bề ngang của mình đó là 24 thước, 24 thước bề dài đó, nó chia làm 2 phần. Từ đó, từ trước đó ra ngoài này là 30 mấy, gần 40 thước. Còn đằng sau này á
nó rộng hơn chút xíu nữa hậu. Sau này thì nó hơi xéo một tí xíu nè, vì coi này. Xéo một tí. Đằng sau này tới bề ngang này tới 30 mấy thước. Bề dài đây cũng 30 mấy thước, gần 40 thước nữa. Hai cái cộng lại là khoảng cỡ gần 2 công phải, hình như là 2 công. Mua mình lúc mình mua ở đây mình chả có biết nó ra làm sao luôn, mua cái lúc mà dịch đó, đang dịch đó không có về được thì nhờ người mua. Lúc đó thì bây giờ mình mới về mình làm giấy tờ. Đó, sầu riêng quý vị coi. Rất là tốt, mình cũng giữ được vài cây mít. Không, mít này của người ta chứ quên, mít mình đốn hết rồi, không còn mít nào hết đó. Rất là tốt. Sầu riêng á, cái khó nhất của họ đó, người dân họ trồng á, là phải làm mô cho kỹ. Và cái thứ hai đó, phải giữ cho cái đất mô nó ấm áp. Nó giữ nước thì bằng cách là trồng cái rau chai lên nè. Đây cho quý vị coi đây cái rau chai nè. Nè cái rau này gọi là rau chai nè nha. Rau chai có bông màu tím tím nè. Cái rau này vẫn ăn được nha, vẫn ăn được. Nhưng mà giữ rau chai để cho cái gốc nó đó, nó giữ nước nó ẩm, làm cái gốc nó mát. Nó mới lớn được. Còn cái cây ổi thì không có cần. Còn đây là rau lan người ta trồng cho tôi ăn nè quý vị. Đây, ổi thì người ta trồng chồng người ta thu hoạch ta ngắn ngày thì tôi cứ nó giao vậy đó. Cách của em là đôi bên cùng có lợi, người có của kẻ có công. Thì anh cũng là dòng họ bà con mình thôi, thì làm ổi thì họ cứ thu hoạch, bữa nay họ thu hoạch ổi họ bán nè 10.000 một ký, bây giờ tính đi 100 mấy chục gốc ổi, kiếm được vài tấn một lần thu hoạch là chuyện bình thường. Mình thấy họ kiếm được tiền mình mừng lắm, rất là mừng. Để họ có thời gian, để họ có quy lợi, họ chăm sóc cho mình chứ. Tôi không có tiền trả công cho ai hết trơn á, thì cùng nhau làm vậy thôi. Rồi ngoài ra thì ví dụ như họ trồng ổi thì họ trồng thêm rau củ quả và họ bán, họ kiếm tiền thêm. Tôi khuyến khích điều đó. Tôi chỉ giữ sầu riêng thôi. Ở đây hai mấy anh chị đây đó là cứ ngày ra thăm vườn một lần. Trái này bẻ được chưa chị? Trắng rồi, bẻ được. Trắng. Chưa hả? Đâu, chị bẻ trái rồi. Chị bẻ em trái rồi, nó ra làm sao mà chị nói nó trắng, em thấy cũng bự lắm mà. Này nè. Còn xanh. Nè, xanh nó không được hả? Không, kiếm chị bẻ cho trái. Thì kinh nghiệm của chị chồng chứ nói được không? Thế được không? Cái được. Được phải không? Chị bẻ đi đó. Cái được chứ trắng hả? Trắng. À trắng ha. Rồi nó uống rồi không chát. Không chát. Ăn liền luôn khỏi cần không sợ phân thuốc gì hết hả? À đây thấy chưa, bẻ tay dừa nè, ai nói là bẻ mà ăn được tôi ăn cho coi nè. Ăn luôn kìa. Nè cầm đi tôi tháo tôi ăn luôn nè. Ai nói dân miền Tây tôi mà trái cây không được, cái này bọc giữ lại hả chị? Đúng. Ủa mốt mình mua một khác hả? Ừ. Đây ăn tại chỗ luôn nha. Đây mẹ bẻ tại chỗ ăn tại chỗ luôn á, vườn này là vườn sạch này chứ đừng nói là ai đó thuốc gì thuốc. Đây. Ừ, bự quá. Ừ. Ngọt thiệt luôn á. Ừ. Trái này mấy trái 1 ký vậy? 4 trái. 1 ký 4 quả. Cái nhỏ hơn thì anh bự rồi 2. Vậy là 1 ký 10.000 là giao cho lái. Ừ. Họ lên Sài Gòn họ bán giá khác. Trời, cái này bên Mỹ là mắc tiền lắm. Có Sài Gòn người ta lượm vô bọc rồi hàng cơ theo cơ ha. Có người ta bán là như hàng cơ sồ không á. Dạ. 2 trái 1 ký á. Thì giá 14.000. Cái 3 trái 1 ký 13.000, 2 trái 5 trái thì 11.000 á. Ký lại càng lớn. Càng lớn thì còn càng ấy. Ừ, thì như người ta ký lại ngàn mà giờ nhiều ký. Nhưng 100 ký là lương 100.000 rồi. Năm nay cũng mừng ha. Năm nay mừng. Trời ơi, hồi năm cái năm ổi ở Sầu Riêng á. Em mẹ nói á. Dạ. Ở con mẹ. Trồng cái trang này chị cũng trồng ở dưới nhà chị á. Ừ. Cũng hái bán con ngày nữa. Rồi rồi. Ê, không bán. Nói chung được giá thì mình giữ, không được giá mình đốn bỏ mình trồng khác. Không được giá không bọc. Không bọc. Không bọc vẫn để cây. Dạ. Hai bọ. Vẫn để cây. Nhưng mà bọc mà tốn tiền. Thì cây 100 ký mình phải tốn 100.000 tiền cái khớp này nè. Mà nếu em rẻ quá thì em hái chị nhìn bên kia nó trắng giả chừng, nhìn bên kia thấy không? Đó thấy không? Ờ đúng rồi. À. Trời đã ha. Hồi nãy quay thấy hai mấy cây dâu chứ. Không. Không, chị em với. Trời đi bộ đây nè. À thấy dâu rồi, thấy rồi. Quá trời trái nào của người ta hả? Nên nguyên vườn dâu rồi đó, toàn là vườn dâu không? Dâu chua hả? Dâu chua. Mà trời mưa nó ngập.
Thu hoạch từ mấy lần rồi chị hả? 10 ngày bẻ lần. 10 ngày, một ngày bẻ được bao nhiêu giờ, một lần bẻ được bao nhiêu ký? Hiện giờ bẻ 100 cái, mốt 70 cái, mốt 60, mốt 50, từ từ xuống hết. À, bắt đầu chứ bốn phần lại. Bốn phần cái đó giờ lúa cháy nữa đó. Ừ. Anh Quang Năm ở này gọi là dưa ổi gì? Hoàng hậu. Đài Loan. Đài Loan. Đài Loan. À. Mấy hàng rào thôi chị, cũng trồng thêm rau để ăn. Trời ơi, trồng ở đây, trồng ở đây. Đâu ở đâu rồi? Trong kia. Rau đâu? Chị cũng trồng ngoài đây á, cái người ta nhà nước á. Tôi nha, ta sẽ cứ bỏ hoài, ta giữ giữa đường mà. Này chị xịt á, chứ người ta phát quen. Không rồi, trong kia thì cũng trồng thêm kiếm thêm rau rồi mà bán rồi đâu. Trời ơi, gà của người ta. Hả? Gà của người ta lắm. Gà ăn hả? Ừ, gà ăn. Vậy là ở đây cũng hơi gà cực á. Gà nhảy vô ăn sạch luôn hả? Ừ, gà bươi. Chui lỗ đó. Nhà